Rồi một bạn điều dưỡng bác sĩ ở Quảng Ngãi chuyên viện cho tỉnh Bình Dương chia tay con rất xúc động. Bảo đảm. Đây là xe hiện đại nhất có ý nghĩa anh không? VIP à, VIP nhất là limousine á. À, trong xe nó có cơ cấu trong phòng như nó như thế nào? 22 phòng, mỗi phòng riêng biệt hết, có màn che kính. Phòng chống là dịch ngon lành. Dạ dạ. Kiếm cái kẹp nhựa bỏ vô không chứ gì. Lấy đi, không có lo lấy vậy cho đi. Lấy đi phải không? Rồi lấy đi. Lấy đi đi. Bà nội tiếng ơi bà nội. Bà. Đây. Bà con dâu đi. Con dâu đi hả? À, bà ăn công á. À bà công đi hả? À. Đây nghe chụp hình hả? Dạ. Đứng mà đi luôn đi chứ. Dạ không có. Đứng đây con, đi nè, mẹ ra. Mấy chị người nhà dẫn dẫn hay giùm em mới nghe. Dẫn cho mấy người đi. À, các bác sĩ của tỉnh Quảng Ngãi đang lên xe của Chính Nghĩa để vào tỉnh Bình Dương. Thank you.
Rồi, như vậy là chiều nay tỉnh Quảng Ngãi đã làm lễ ra quân. Đi chạy vào đuối. Rồi, ok.